Vâng, xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh mua bán ô tô cũ của Đoàn Nghị. Trong buổi sáng ngày hôm nay là ngày 18 tháng 4 năm 2020, ô tô cũ Đoàn Nghị có địa chỉ 28A Quỳnh Hoàng, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng. Em lại quay vào báo giá tổng quan tổng thể những mẫu xe đang có tại cửa hàng và những mẫu xe vừa mới về cửa hàng để cho anh em được biết. Anh em nào đúng chân một trong những mẫu xe nào đang có tại cửa hàng thì hãy cứ nhấc máy alo trực tiếp cho em Nghị theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Anh em nào mà xem video của mình hãy nhấn like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà mình đưa lên. Và chiếc đầu tiên là chiếc Toyota Innova V có năm sản xuất 2009, phiên bản là số tự động, máy 2.0, máy xăng, tư nhân chính chủ biển Quảng Ninh, mang biển số 14A18113. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 343 triệu đồng. Đấy, một chiếc Toyota Innova V số tự động các bác nhá. Và chiếc tiếp theo là chiếc Chevrolet Vivante có năm sản xuất 2008, phiên bản á số sàn, máy 2.0, máy xăng, bản đủ, tư nhân chính chủ biển Bắc Linh, mang biển số 99K8743. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 176 triệu đồng. Đấy, một mẫu xe 7 chỗ mà rẻ tiền các bác nhá. Và em đã đến một chiếc này là chiếc Toyota Vios có năm sản xuất 2014, phiên bản á số sàn, máy 1.5, bản này bản E, bản đủ. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 355 triệu đồng. Đấy, 355 triệu đồng cho một chiếc Toyota Vios có năm sản xuất 2014, form mới các bác nhá. Và chiếc tiếp theo là chiếc Daihatsu Lacetti có năm sản xuất 2009, phiên bản là số sàn, máy 1.6, máy xăng. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 238 triệu đồng cho một chiếc Daihatsu Lacetti. Đấy, nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc các bác nhá. Đấy, tên tư nhân biển Hà Nội, tư nhân chính chủ, một chủ tàu, không taxi, không dịch vụ các bác nhá. Chiếc này em đã rút hồ sơ về tên em rồi. Anh em nào đúng chân mẫu xe này sang tên để trong một lốt nhạc này. Và em lại đến một chiếc này là chiếc Daihatsu Gencha có năm sản xuất 2009, phiên bản là số sàn, máy 1.5, máy xăng. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 165 triệu đồng. Đấy, trang bị 4 bánh đa núp này. Đấy, sơn xi ngoại thất màu đen các bác nhá. Và em lại đến một chiếc này là chiếc Kia Morning có năm sản xuất 2011, phiên bản là số sàn, máy 1.1, máy xăng, mang biển số 14A 01144. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 142 triệu đồng. Đấy, 142 triệu đồng cho một chiếc Kia Morning, nhỏ gọn, xinh mà tiết kiệm nguyên liệu các bác này. Và em lại đến một chiếc này là chiếc Toyota Vios có năm sản xuất 2011, phiên bản là số sàn, máy 1.5, bản E, bản đủ. Hiện tại chiếc này em đã rút hồ sơ về tên em rồi. Anh em nào đúng chân mẫu xe này sang tên để trong món nhạc này. Đấy, chiếc này bên em đang chào bán với giá là 276 triệu đồng. Đấy, 276 triệu đồng cho một chiếc Toyota Vios bản E, bản đủ quá nhá. Đấy, sơn xi ngoại thất màu đen. Và em đã đến một chiếc này là chiếc bán tải Triton có năm sản xuất 2013. Đấy, máy dầu một cầu, mang biển số 29C26640. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 339 triệu đồng. Đấy, 339 triệu đồng cho một chiếc bán tải Triton. Đấy, sơn xi ngoại thất màu bạc các bác nhá, xe gia đình, không taxi, không dịch vụ. Đấy, một mẫu xe bán tải Triton. Và em lại đến một chiếc này là chiếc Kia Carnet có năm sản xuất 2010, phiên bản là số sàn, máy 1.6, máy xăng, tư nhân chính chủ biển Hưng Yên, mang biển số 89A00047. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 250 triệu đồng. 250 triệu đồng cho một chiếc Kia Carnet các bác nhá. Đấy, sơn xi ngoại thất màu bạc các bác này. Đấy, tư nhân chính chủ, chính chủ nữ sử dụng các bác nhá. Và em lại đến một chiếc này là chiếc Mutsui Sang Rông có năm sản xuất 2004, đăng ký lần đầu 2005, phiên bản là số tự động, máy 2.3, máy xăng 2 cầu. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 120 triệu đồng. Đấy, một chiếc Mitsubishi Sang Rông, một mẫu xe 7 chỗ mà rẻ tiền các bác nhá. Đấy, 120 triệu đồng. Và em lại đến một chiếc này là chiếc Toyota Vios có năm sản xuất 2014, phiên bản là số sàn, máy 1.5, bản E, bản đủ. Đấy, hiện tại chiếc này em đã rút hồ sơ về tên em rồi. Anh em nào đúng chân mẫu xe này sang tên thì trong mẫu nhạc này. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 355 triệu đồng. Đấy, 355 triệu đồng cho một chiếc Toyota Vios, một mẫu xe lồi đồng cối đá các bác nhá. Đấy, bản đủ. Và chiếc tiếp theo là chiếc Kia Morning có năm sản xuất 2011,
phiên bản số sàn máy 1.1 máy xăng mang biển số 29A này. Đấy. 32049. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 148 triệu đồng. Đấy, cho một chiếc Kia Morning bản này bản lưng sport các bác nhá. Đấy, trang bị 4 máy nhan đúc này. Đấy, tích hợp xi nhan trên gương. Gương kính chỉnh điện, gương kính cột xòe các bác nhá. Đấy, một chiếc Kia Morning. Đấy, 148 triệu đồng các bác nhá. Đấy, sơn xi ngoại thất màu xanh này. Và em hãy đến một chiếc này là chiếc Daewoo Gentra có năm sản xuất 2008, phiên bản số sàn máy 1.5 mang biển số 98A02154. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 152 triệu đồng. Đấy, 152 triệu đồng cho một chiếc Daewoo Gentra các bác này. Đấy, bản sedan 2 đầu. Đấy, chỉ có hơn 100 triệu đồng một chút các bác nhá. Đấy, 152 triệu đồng bên em có bao rút hồ sơ toàn quốc cho các bác. Và em lại đến một chiếc này là chiếc Chevrolet Avell có năm sản xuất 2012, phiên bản số sàn máy 1.5 mang biển số 20A. Đấy, 303020. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 192 triệu đồng. Đấy, 192 triệu đồng cho một chiếc Chevrolet Avell. Đấy, sơn xi ngoại thất màu bạc các bác này. Đấy, xe này xe gia đình các bác nhá, không taxi, không dịch vụ, bản sedan hai đầu. Và em lại đến một chiếc này là chiếc Kia Morning có năm sản xuất 2011, đăng ký lần đầu 2013, phiên bản số tự động máy 1.0 máy xăng mang biển số 14A này. Đấy, 05372. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 279 triệu đồng. Đấy, 279 triệu đồng cho một chiếc Kia Morning. Đấy, nhỏ gọn xinh, tiết kiệm nguyên liệu. Nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc. Đấy, bản này bản 6 túi khí các bác nhá. Và em lại đến một chiếc này là chiếc Hyundai Grammy 10 có năm sản xuất 2014, phiên bản số sàn máy 1.0 bản đủ, tư nhân chính chủ biển Bắc Giang, mang biển số 98A15801. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 258 triệu đồng. Đấy, 258 triệu đồng cho một chiếc Hyundai Grammy 10, nhập khẩu nguyên chiếc Ấn Độ các bác nhá. Và em lại đến một chiếc này là chiếc Toyota Vios có năm sản xuất 2017, phiên bản số sàn máy 1.5, tư nhân chính chủ một chủ tự động. Hiện tại trước này em đã rút hồ sơ về tên em rồi. Anh em nào đúng chân mẫu xe này sang tên chỉ trong một lốt nhạc này. Trước này bên em đang chào bán với giá là 415 triệu đồng. Đấy, 415 triệu đồng trong một chiếc Toyota Vios. Đấy, mang thương hiệu Nhật Bản các bác nhá. Và em đã đến một chiếc này cũng là chiếc Toyota Vios có năm sản xuất 2010, phiên bản là số sàn máy 1.5 mang biển số 14A. Đấy, 06445. Hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là 230 triệu đồng. Đấy, bản này bản limo quá nhá, sản xuất 2010. Và em lại đến một chiếc này là chiếc Daewoo Lacetti Series có năm sản xuất 2008, đăng ký lần đầu 2009, nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, mang biển số 15A. Đấy, 36030. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 242 triệu đồng. Đấy, 242 triệu đồng cho một chiếc Daewoo Lacetti Series số tự động máy 1.6 các bác nhá. Đấy, không taxi, không dịch vụ, xe gia đình. Và em lại đến một chiếc là chiếc Hyundai Grammy 10. Đấy, chiếc này em đã bán rồi các bác nhá. Và em lại đến một chiếc này là chiếc Kia Morning có năm sản xuất 2010, nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, mang biển số 29A. Đấy, 59944. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 179 triệu đồng. 179 triệu đồng cho một chiếc Kia Morning này. Đấy, nhỏ gọn xinh, tiết kiệm nguyên liệu các bác nhá. Và em lại đến một chiếc này là chiếc Daewoo Gentra có năm sản xuất 2009, phiên bản số sàn máy 1.5 mang biển số 34A này. Đấy, 06177. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 158 triệu đồng. Đấy, 158 triệu đồng cho một chiếc Daewoo Gentra. Đấy, sơn xi ngoại thất màu đen các bác nhé, tên tư nhân biển Hải Dương các bác này. Và chiếc tiếp theo là chiếc Toyota Vios có năm sản xuất 2010, phiên bản số sàn máy 1.5 mang biển số 15A. Đấy, 50582. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 255 triệu đồng. 255 triệu đồng cho một chiếc Toyota Vios. Đấy, bản E bản đủ các bác nhá. Đấy, bản E xịn. Bây giờ em lại đến một chiếc này là chiếc Kia Morning có năm sản xuất 2010, phiên bản số sàn máy 1.1 mang biển số 17A này. Đấy, 06358. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 130 triệu đồng. Đấy, mang biển số 17A các bác nhá, biển số Thái Bình, tên tư nhân biển Thái Bình này. Sơn xi ngoại thất màu trắng các bác nhá.
và chiếc tiếp theo là chiếc Toyota Vios có năm sản xuất 2010, phiên bản số sàn, máy 1.5, mang biển số 19A này, đấy, 29052. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 230 triệu đồng. Đấy, một mẫu xe lồi đồng cuối đá các bác nhá. Và chiếc tiếp theo là chiếc Hyundai Getz có năm sản xuất 2009, phiên bản số sàn, máy 1.1, nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, mang biển số 36A, đấy, 21015. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 168 triệu đồng. 168 triệu đồng. Đấy, mang biển số Thanh Hóa các bác nhá, tên tư nhân biển Thanh Hóa gốc Hà Nội. Và chiếc tiếp theo là chiếc Daewoo Lacetti có năm sản xuất 2010, phiên bản là số sàn, máy 1.6, máy xăng. Đấy, tư nhân chính chủ, không taxi, không dịch vụ. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 250 triệu đồng. 250 triệu đồng cho một chiếc Daewoo Lacetti này, mang biển số 89A 02955 các bác nhá. Đấy, nhập khẩu nguyên chiếc các bác nhá. Đấy, xe ra đây. Và chiếc tiếp theo là chiếc Toyota Vios có năm sản xuất 2006, phiên bản là số sàn, máy 1.5, mang biển số 99A này, đấy, 07828. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 158 triệu đồng. Đấy, Toyota Vios bản Nimo các bác nhá. Đấy, một mẫu xe lồi đồng cuối đá. Và chiếc tiếp theo là chiếc Daewoo Lacetti có năm sản xuất 2009, phiên bản là số sàn, máy 1.6, máy xăng. Đấy, hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 240 triệu đồng. Đấy, chiếc này mang biển số 27A này, đấy, 03768 các bác nhá. Đấy, chiếc Daewoo Lacetti form dáng của nó rất là đẹp luôn các bác này. Đấy, sơn xi ngoại thất màu đen. Đấy, hàng này hàng nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc các bác nhá. Đấy, rất là ok cho một chiếc Daewoo Lacetti này. Và em lại đến một chiếc này là chiếc Hyundai Getz có năm sản xuất 2010, đăng ký lần đầu 2011, phiên bản là số sàn, máy 1.1, máy xăng, mang biển số 30A này, 48812. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 188 triệu đồng. Đấy, xe này xe gia đình các bác nhá, không taxi, không dịch vụ. Đấy, một chiếc Hyundai Getz nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, sơn xi màu xanh rất là đẹp các bác này. Và chiếc tiếp theo là chiếc Chevrolet Spark có năm sản xuất 2015, phiên bản là số sàn, máy 0.8, máy xăng, mang biển số 43D này. Đấy, 43D này, 0015495 các bác nhá. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 148 triệu đồng. Đấy, 148 triệu đồng cho một chiếc Chevrolet Spark mang thương hiệu của Mỹ các bác này. Đấy, sơn xi màu đỏ này. Đấy, Spark van các bác nhá. Đấy, van 2 chỗ. Một mẫu xe bán tải. Và em lại đến một chiếc này là chiếc Daewoo Gencha có năm sản xuất 2009, phiên bản là số sàn, máy 1.5, máy xăng, mang biển số 29A 98566. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 152 triệu đồng. Đấy, 152 triệu đồng cho một chiếc Daewoo Gencha này. Đấy, sơn xi ngoại thất màu bạc các bác nhá. Đấy, tên tư nhân biển Hà Nội các bác này. Đấy, bác nào Hà Nội, Sài Gòn đúng chân mẫu xe này mua về đỡ được 20 triệu tiền biển này. Và em đến một chiếc này là chiếc Mazda 323 có năm sản xuất 2001, đăng ký lần đầu 2009, phiên bản là số sàn, máy 2.0, máy xăng. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 105 triệu đồng. Đấy, 105 triệu đồng cho một chiếc Mazda 323 các bác nhé. Dạ vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị, địa chỉ 28A Quỳnh Hoàng, Lam Sơn, An Dương, Hải Phòng. Em vừa quay tổng quan tổng thể những mẫu xe đang có tại cửa hàng và những mẫu xe vừa mới về cửa hàng để cho anh em được biết. Anh em nào đúng chân một trong những mẫu xe nào đang có tại cửa hàng thì hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em Nghị theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Anh em nào mà xem video của mình hãy nhớ like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà mình đưa lên. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em những video lần sau.